Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10, sáng nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng rộn ràng các hoạt động ngày hội chuyển đổi số. Tại ngày hội chuyển đổi số ở phường Bình Thuận, phường đã tổ chức ra soát hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện tạo tài khoản công dân điện tử công dân số, thực hiện cách cài đặt chữ ký số điện tử cá nhân phục vụ cho tiến trình giao dịch các thủ tục hành chính, kích hoạt VNEID mức độ 2 cho người dân tại 4 quầy giao dịch và bố trí 5 gian hàng mua sắm không dùng tiền mặt. Ngày hội là dịp để người dân tìm hiểu và được thực hành trải nghiệm cụ thể hơn về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức về các nội dung liên quan đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, có phần truyền thông chủ đề chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng năm 2023 là khơi thông nguồn dữ liệu để tạo ra giá trị mới. 9 tháng đầu năm 2023, hơn 90% thủ tục hành chính tại phường đã được đưa lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, hơn 91% người dân trên địa bàn phường đã thực hiện đăng ký kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2 VNeID.